Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng kinh tế chậm đặc biệt trong bất động sản kéo theo sức cầu vật liệu xây dựng yếu. Nhiều rào cản thương mại và sự cạnh tranh ở các nước nhập khẩu buộc doanh nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam cũng vất vả hơn khi tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Từ đó cơ hội xúc tiến thị trường từ trong nước là rất quan trọng. Nhập khẩu, phân phối mặt hàng đặc thù về điện, lưu điện, doanh nghiệp này cũng gặp nhiều khó khăn trong mở rộng sản xuất, kinh doanh khi đầu tư hạ tầng các địa phương đang chậm lại. Vì vậy, những cơ hội gặp gỡ, giao thương, giới thiệu sản phẩm đặc biệt được doanh nghiệp coi trọng. Đây là một sự kiện kết hợp giữa lĩnh vực xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và điện. Thì đây là hai cái quan hệ rất là tương thích, rất là hữu cơ với nhau. Thì mỗi khi mà hạ tầng mà phát triển, lưới điện phát triển thì cái nhu cầu về điện sẽ tăng lên, phục vụ đáp ứng cho lĩnh vực sản xuất. Và chúng tôi tận dụng được cái cơ hội này để phát triển. Do đó, chúng tôi hy vọng rằng sau cái sự kiện hôm nay thì thị phần sản phẩm thương hiệu sẽ được lan tỏa rộng hơn và được giới thiệu rộng khắp đến người tiêu dùng. Hai hội chợ triển lãm quốc tế lớn chuyên ngành xây dựng, công nghiệp mỏ và giao thông và năng lượng điện chiếu sáng đang đồng thời diễn ra tại Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, thu hút hàng trăm thương hiệu sản phẩm công nghệ của Việt Nam từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trưng bày và giới thiệu trên khu vực diện tích khoảng 5.000 m². Cùng với đó là các hoạt động bên lề với các hội thảo chuyên đề và thuyết trình kỹ thuật mở rộng kiến thức chuyên môn và cập nhật xu hướng công nghệ mới trên thế giới. Hai sự kiện được tổ chức đồng thời có tính tương tác và bổ trợ lẫn nhau, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển giữa các doanh nghiệp trong ngành. Kết quả trực tiếp là gì? Người ta tìm hiểu được tính năng của máy móc thiết bị, người ta đặt mua và rồi qua đó có thể đào tạo, sử dụng như thế nào, cung cấp phụ tùng đầy đủ như thế nào, bảo dưỡng như thế nào, thì đấy là cái thiết thực nhất của triển lãm. Xây dựng các hệ thống hạ tầng cơ sở và hệ thống công nghiệp cũng như dân dụng cũng như hệ thống mỏ khai thác là một cái bản lề của kinh tế liên quá phát triển của Việt Nam 2021 đến 2026. Thì tôi cũng hy vọng rằng qua cái sự xúc tiến này thì nó quảng bá rộng rãi cái thị trường Việt Nam, quảng bá các doanh nghiệp Việt Nam. Sau đó là các bạn bè doanh nghiệp quốc tế họ đã tới với Việt Nam. Trong xu thế phát triển và cạnh tranh quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt. Với nỗ lực của các cơ quan chức năng, việc tiếp cận quy mô thị trường rộng lớn, tiếp cận những công nghệ mới, trang thiết bị hiện đại đã và đang được ứng dụng một cách hiệu quả. Qua đó tạo tiền đề cho doanh nghiệp Việt Nam vươn lên trình độ quốc tế, có cơ hội mở rộng thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.